không có sức khỏe. Dạ. Chết chết rồi. Chưa, bà ngoại sống thêm 20 năm nữa cho con. Không được. Bà ngoại cứ ăn no rồi có sức khỏe nhá, để bọn con lại vào thăm. Dạ, yeah, lấy ghê hả bà? Dạ. Yeah. No hả bà? Rồi, no bà ngoại lại nằm đi ạ. Đỡ ngoại nằm hả? Không không, dạ, để không. Quên để bà lựa. Bà lựa thế bà mới nằm được nha các bạn. À, bà muốn ngồi dậy. Đây các bạn, bây giờ xương khớp các thứ rất là yếu rồi. Nghiêng cho bà đỡ bà nghiêng qua. Nhưng còn cái chân này nữa này. Dạ con đỡ cái chân lên cho bà. Đây đây. Lẹ rồi. Chân bà rất yếu, chân tay bà nằm rồi. Chị để sữa chút nữa bà uống nha, bà đổ bà uống nha, ra bà uống tiếp hả? Bà ngoại có thích uống cà phê không? Uống à? Dạ. Bà ngoại ngày xưa nhà ở đâu ạ? Bình Trà. Ngày xưa bà ở đâu chị? Bà nói bà ở đâu ta? Khi cha mẹ còn ở nhân gian thì phần con chẳng hỏi han gì. Lúc cha mẹ lìa xa chân thế, khóc với quỳ cũng chẳng còn mẹ đâu. Lúc cha mẹ còn sống không thương, mặc mẹ cha lầm lũi một mình. Con thì nhiều mà cứ đun đới, ông thân già biết phải làm sao. Con ra đời mẹ phải chăm lo, mẹ ra đi con chẳng nuôi mẹ. Khi còn mẹ thì chẳng bao hiếu, mất đi rồi chẳng còn mẹ đâu. Ai còn mẹ ở chốn nhân gian, phần làm con phải biết quý trọng. Đừng phụ lòng để cho mẹ khóc, để mẹ buồn hãy hàng lệ tuôn rơi. Lúc có tiền đừng có ăn chơi, mà hãy lo phụng dưỡng mẹ già. Ơn sinh thành này chưa bao đáp, để cha mẹ mỗi ngày được vui. Con xin mẹ tha thứ cho con, phần làm con chưa hiểu chưa tròn. Cha mẹ già này ai phụng dưỡng, sớm chưa chiều chưa ngóng tin con. Nước mắt mẹ như xóa ngắt không gian. Thank you.
các cô ba anh chị mấy hôm trước khi mà đi khảo sát thì ý muốn của các cụ là muốn được ăn cá. Thì ngày hôm nay nhóm sẽ làm món cá chiên để mời các cụ. Món cá này thì có mấy kiểu làm, một là hấp hoặc là chiên. Thì hôm nay để mà không dính dầu mỡ đó thì làm món cá nục hấp các bạn. Còn hai thau này nữa nhé. Đây, canh này là canh bí nấu với thịt bằm và tàu hũ. Để biếu các cụ dùng cái bữa cơm này. Công dinh dưỡng này. Cái này mình pha sẵn hay là mình tặng luôn không, này? Không, không, mình pha. Mấy bà đâu có pha, biết pha đâu. À, coi cô sang đấy cho cô pha... Pha nhà xong cỡ vẫn... À, pha ở nhà xong rồi sang mời các cụ uống ngũ cốc dinh dưỡng. Con gửi cô số tiền này là 500 đô, 11 triệu 500. Số tiền này để mình sẽ nấu ăn rồi tặng quà cho các cụ. Thì con xin đọc tên của các cô chú giúp trong cái chương trình này. Đó là các nhà hảo tâm có tên là Thọ Cẩm, Cô Lệ, Má Bửu, Tâm My và Chú Xanh ủng hộ 500 để giúp các cụ trong viện dưỡng lão chùa Lâm Quang một bữa ăn. Và nếu được thì cô cúng dường tam bảo gì luôn phụ giúp cho các cô chú ấy. Thì các cô chú ý định ban đầu là tặng hết 500 này gửi cho chùa. Và con cũng nói là ở trong chùa thì nuôi rất là nhiều các cụ. Nếu mà muốn chăm sóc các cụ ấy, thì nên làm một cái bữa ăn để các cụ được nhận. Còn nhiều khi nhà chùa thì cũng nhiều việc, mà ở trong chùa thì lại ăn chay, trong khi các cụ thì lại thích ăn mặn, ăn cá, ăn này nọ, mà nhà chùa thì chỉ phục vụ món chay thôi. Thì hôm trước còn khảo sát sơ thì các cụ thích ăn món cá, thì cũng có nói với cô là cô sẽ làm món cá. Thì hôm nay cô cũng giới thiệu là cô tặng những cái món gì để các cô chú được biết. Cô chào Tiến Dương trên Sài Gòn, chào hết những mạnh thường quân mà đã ủng hộ cho xuất cơm cho chùa Long Quang hôm nay. Thì hồi nãy Tiến Dương cũng đã đọc cái tên của quý vị rồi thì không có đọc lại nữa. Thì hôm nay á thì cái số tiền này của Tiến Dương chuyển qua cho nhóm Tiền Giáo Khoa mình, thì mình sẽ nấu cơm, canh bí và cá. Nói chung là các cụ sẽ ăn cá. Dạ. Rồi á, thì mình sẽ mua cái ngũ cốc dinh dưỡng á, 450.000 một hộp đó. Dạ. Thì mình sẽ pha trực tiếp, tại vì á, mình phát thì mấy cụ cũng không uống được. Mà sữa thì không bằng cái này. Dạ. Thì nó tốt hơn. Thành ra mình mua cái này về mình pha xong chút xíu nữa mình qua thì mình sẽ múc cho các cụ. Dạ. Thì đồng thời mình sẽ có cái chà bông. Chà bông đó thì để những cái nó bụng á, thì có cơm thì anh ấy nó ăn với lại xúc xích. Mình cũng nghiên cứu những cái mà nào cụ cần thiết để mình cho các cụ nó ăn cho nó đúng đó. Thì những cái phần khô này thì ăn rất tốt luôn. Thì qua đây cũng nói thêm thì tại vì nấu ở bên chùa Lâm Quang cũng lâu lắm rồi, mình thấy như thế này được sự ủng hộ của những mạnh thường quân trong nước ngoài nước rất là nhiều luôn. Thì thường họ đem tới là gạo, mì, đồ ăn, bột ngọt, nhiều thứ lắm, rất nhiều thứ. Rồi đem bánh, sữa, mình không thể kể hết được, rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà mình mới khảo sát thấy là các cụ không có bữa cơm ăn cho ngon. Mình ở chùa thì ăn chay, thì các cụ thì ăn mặn. Thành ra mình mới nấu cái phần cơm, trước là nấu chay, nhưng mà sau này thì nghiên cứu lại các cụ không thích. Vậy. Thì thôi thì nhóm mình cũng chiều theo ý các cụ, mình nấu đồ mặn để cho các cụ trong cái tuổi già thích cái gì ăn cái nấy. Ví dụ hôm nay tuần này mình nấu thì mình sẽ hỏi các cụ, các cụ thích ăn cái gì thì tuần sau con nấu cho các cụ. Đó thì nấu theo cái yêu cầu của các cụ cũng rất là tốt. Vậy. Qua đây cũng mong là được sự ủng hộ của quý vị mình thường quân nhiều hơn nữa, để cho cái Tuấn Dương và nhóm Tiền Giáo Khoa mình có ví dụ thêm một ngày nữa chùa Lâm Quang cũng tốt nữa, mình vẫn nhận nấu luôn để cho các cụ có những cái bữa cơm ấm áp tình thương của quý vị gửi tới, và nhóm từ thiện cũng gửi nấu gửi tới tận tay cho các cụ.
qua đây cũng cảm ơn kênh Sài Gòn rất là nhiều luôn. Cảm ơn hết quý vị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ hôm nay. Cũng cầu chúc cho quý vị được dồi dào sức khỏe, bình an, được làm ăn được thuận lợi hơn, để mình có cái điều kiện mình giúp đỡ cho các cụ. Ngoài ra các cụ mình có ở phòng Thạch nữa nha quý vị. Chính Dương với nhóm Trường Sơ Khoa mình vẫn có nấu cơm cho bệnh viện Phật Thạch nha quý vị. Mong được sự ủng hộ quý vị. Xin chào. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đây, các bạn ơi, mỗi cụ sẽ nhận một con cá thì các cô bỏ vào trong bao xốp. Mới đầu thì định bỏ hộp thì phải cắt đôi ra mà nó tốn tiền hộp thì thôi. Mua thêm cá, không mua hộp nữa, bỏ chung vô trong cái bao xốp này. Rồi, hôm nay quay ké con gái yêu của cô Kim. Chúc mừng sinh nhật. Đây thưa các cô bác anh chị, bây giờ các tình nguyện viên sẽ chở đồ ăn tới cái địa chỉ. Đây là 301 trực 117 H70 đường Bến Bình Đông, phường 14, quận 8. Đây, tụi mình sẽ mang đồ ăn vô trong này, rồi các tình nguyện viên lát xíu sẽ tới để phát. Miếu ngũ hành. Đây cô Phượng nữa. Vận chuyển vô trong này. Đây thưa các bạn là mình chuẩn bị chả bông này, rồi cá. Đó. Cá này thì lát xíu cứ mỗi cụ sẽ dùng một cái con cá hấp nhé. Rồi đây là chả bông này, cơm, canh. Thưa cô bác anh chị, cái phòng này đó là của các cụ lớn tuổi thì các cụ nằm một chỗ thôi. Dạ. Đây đây là chùa Lâm Quang. Dạ dạ. Dạ. Chị gái rồi, đã ăn cơm chưa? Dạ chưa. Dạ. Xin chào. Dạ, dạ xin chào, hẹn gặp lại. Dạ. Nay lại gặp lại. Chào bà. Bà ngoại khỏe không? Dạ khỏe chú. Dạ. Đợt này có nóng không bà? Dạ. Đợt này bà có thấy nóng không? Cái gì? Có nóng không ạ? Hả? Đợt này bà có nóng không ạ? Nóng nóng. Bị lãng tai. À bà lãng tai. Dạ. Có nóng không ạ? Hả? Nóng, có nóng không bà? Có nóng không ạ? Có nóng không? Bà cũng không nghe được luôn. Lãng tai. À, dạ dạ dạ. Được. Cái não nó làm rụng dịch rửa tai, lãng tai. Dạ dạ. Nói không nghe. Vâng. Dạ. Rồi chào Phượng. Đây. Các cụ bây giờ, một số cụ ở trong đây thì sức khỏe đã yếu, thường là nằm một chỗ có người chăm thôi. Đây. Các bà nằm, các cụ nằm. Chào các bà. Dạ. Rồi chào bà. Bác còn may vá được không? Dạ. Bác còn may quần áo được không? May được ạ. Thấy bác vẫn còn may được quần áo à? Tôi may được. À. Dạ. 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 Đi lại được.
À, không đi lại được. Không đi lại được, gãy chân xương. À, bà bị gãy chân xương. Vâng. Vâng. Mổ thì sức yếu mổ được. Dạ. Cái cố gắng để thay cái tã thôi. À. Thì các cô, các thầy bận. À, hàng ngày là bà mặc tã rồi thay tã. Thay đó thôi. Dạ. Thay đó thôi. Vâng. Cảm ơn. Dạ dạ, rồi cảm ơn các bà. Dạ, chào mấy bà. Đây các bà nằm. À, cô đấy nhập viện rồi. Đây trời ơi, nhìn bà ngoại này. Dạ. Phải luôn. Sao? Sao bà ngoại? Phải luôn. Bà ngoại cần gì ạ? Trời ơi. Bà ngoại cần gì bà ngoại? Bà ngoại ăn gì không? Không, tức là nhiều khi con bây giờ vô dạng như là không còn nơi nương tựa, vô gia cư mới vô trong đây. Thì chùa nuôi. Bà ngoại có uống sữa không? Uống sữa. Nói như cái chị nghe rồi. À, à. Cho bà uống sữa không? Ăn đúng không? Bà ăn cơm hay là uống sữa? Uống sữa. Uống sữa. Bé à, người đẹp cho uống sữa đi. Đây này, sữa đây, sữa đây. Sữa đây, lấy sữa cho bà uống. Ngoại chắc cả trăm ngoài rồi đó nha các bạn. Bà ngoại nhiêu tuổi rồi? Bà ơi. 87. 87. Bà tên gì ạ? À? Phạm Thị Năm. Phạm Thị Năm, 97 tuổi ạ. À. 87. Rồi các con của bà đâu? Không có ai. Rồi ông nhà mình đâu rồi bà? Ông mất rồi. Dạ. Dạ. Khổ lắm á. Dạ. Dạ bà. Đây bà ngoại uống sữa nha. Có phải đỡ bà dậy không? Đỡ bà dậy. Đỡ nhẹ. Đỡ cả đầu. Không được á. Không được, để bà. Thôi, để bà nằm nghiêng qua thôi, không gãy tay gãy chân bà mất. Để bà nghiêng qua. Rồi. Cái chân này ấy xuống dưới này lò lem này. Đỡ bà lên. Bà phải có thế mới bà mới ấy dậy. Cẩn thận xương giòn rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn. Ngồi dậy nha. Rồi bà ngoại uống. Ừ, đói. Đói bụng rồi. Đây đang là viện dưỡng lão chùa Lâm Quang nhé, cô bác anh chị và các bạn. Bà ngoại còn trời phú cho cái sức khỏe. Chết rồi, không có sức khỏe. Dạ. Chết chết rồi. Chưa, bà ngoại sống thêm 20 năm nữa cho con. Không được. Bà ngoại cứ ăn no rồi có sức khỏe nhá, để bọn con lại vào thăm. Dạ, lấy ghê hả bà? Dạ. No hả bà? Rồi, no bà ngoại lại nằm đi ạ. Đỡ ngoại nằm hả? Không, dạ, để nguyên để bà lựa. Bà lựa thế bà mới nằm được nha các bạn. À, bà muốn ngồi dậy. Dạ.
Đây các bạn, bây giờ xương khớp các thứ rất là yếu rồi. Nghiêng cho bạn đỡ bạn nghiêng qua. Nhưng còn cái chân này nữa này. Dạ con đỡ cái chân lên cho bạn. Từ từ. Lẹ rồi. Chân bà rất yếu, chân tay bà nằm rồi. Vậy để sửa chút nữa bà uống nha, bà đổ nó uống nha. Nè bà uống tiếp hả? Để đây nha bà. Dạ, để đâu bà? Để đầu giường, dạ, để đầu giường. Dạ, để đầu giường cho bà. Bà ngoại có thích uống cà phê không? Uống? À. Dạ. Bà ngoại ngày xưa nhà ở đâu ạ? Bình Trà. Bình Trà. Bình Trà. Bình Trà. Ngày xưa bà ở đâu chị? Bà nói bà ở đâu ta? Bến Tre. À Bến Tre. À, Bến Tre. Trời ơi, Bến Tre xứ dừa đúng không? Dạ, bà ngoại bây giờ còn hát được bài Ai đứng như bóng dừa không bà ngoại? Không ạ. À. Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió. Một ngày bà ngoại ăn mấy bữa cơm ạ? À? Dạ thôi, có mở cửa không ạ? Dạ có mở cửa. Cậu ra mua gì nữa? Dạ, mua thuốc gì bà ngoại? Mua thuốc à. Không phải. Không phải. Đâu. À, đây bà ngoại có vỉ thuốc gì đây này, này. Nè thuốc này. Nè. Đâu? Nhưng mà đây đúng không? Nhưng mà còn một viên đấy, nhưng mà muốn uống thì phải nhờ mấy cô đây nhá. Mua cô kể. Mua một vỉ á bà ngoại. À, bà uống hả? À không phải loại này á. À không phải loại này. Thôi bà ngoại còn khỏe đừng uống thuốc. Vâng, đang các cô đang làm cơm cho bà ngoại nhá. À không ăn nữa. No rồi. No rồi giờ uống cà phê thôi. Đau quá. Dạ. Bà ngoại năm nay là 97 tuổi rồi. Bà quê gốc Bến Tre. Bà ngoại vào đây được bao nhiêu năm rồi ạ? À? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Dạ. Ôi. Đau. Ôi Nguyễn ơi, đau quá Nguyệt. Bà nói Nguyệt là ai bà? Nhìn nó, tôi nghiêng thuốc này. À, cho viên thuốc đi. À, dạ rồi rồi, bà ngoại ăn cơm xong rồi mới phát thuốc nhá. À, bà ngoại nhõng nhẽo, bà ngoại làm nũng à. À, dạ. Rồi lần sau con lại vô thăm ngoại nhá, ngoại nhớ ăn nhá. Dạ. Đây cá nục thì các cô sẽ lấy xương ra. Cái này hấp xong rồi chiên ra. Vâng. À, hấp xong rồi chiên. Gỡ xương ra để mời mấy cụ ăn. Gỡ xương ra cho mấy cụ ăn. Vâng. Mấy cụ trong này là ăn là đúc. Dạ. Gỡ xương. Vâng. Mấy cụ được mấy cô ăn ngon không? Dạ. Cảm ơn cái này nha. Đây các cô sẽ châm cá vào cái phần cơm cho mấy cụ. Để lấy nguyên con. À, cụ lại muốn ăn nguyên con.
mỗi cụ một tính nha. Có cụ thì muốn ăn là nguyên con, có cụ thì xé ra, dạ. Có cụ thì muốn là xé ra, gỡ nhỏ bỏ xương. Ví dụ như mấy cụ lớn tuổi này thì phải gỡ ra hết này. Nói chung là trong đây đã vào đây rồi thì các cụ cũng chỉ biết nhờ nhà chùa, nhờ các nhà hảo tâm tới để động viên, chăm sóc, hỏi thăm sức khỏe của các cụ. Đây giờ cô Kim cũng đã mang đồ ăn tới này. Không phải đâu. Chỗ này qua đây lấy cái gỗ để xúc xích. Để cái gỗ đi. Đây là làm gỗ. Giờ phân chia người bưng vô cô. Có đây có em này nữa. Đây canh, đồ ăn. Đây có thêm một người phụ nữa nhá, kêu người này bưng phụ. Rồi đi. Mình đi theo mình đi 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 này. Dạ. Rồi đi. Rồi đi, đi theo hàng. Đi theo hàng. Anh like rồi, anh like phát luận. Còn gì nữa cô? Đây ngũ cốc nữa. Rồi giờ cứ ấy đi. Này mình chia ra bên kia trước. Đây cô nấu ngũ cốc ra rồi này các bạn này. Đấy rồi sẽ chia ra mỗi nơi chút. Dạ đây mỗi một giường là các cô các cứu cứ để một bịch thức ăn giúp con đi ạ. Thức ăn chay. Dạ. Này. Cô. Dạ. Để cho cô luôn nghe được không? Đừng ca vậy, đừng ca vậy. Bỏ bịch canh lên đây. Bỏ bịch canh vô. Rồi đấy, đúng rồi. Nó ngon, nó ngã không? Rồi, cứ để xuống không sao. Để đại dưới chị sao? Nóng không tại mua ăn chay mà. Đi cô con gửi cho mình có gì đấy. Có gì đó. Cô đi cá nha, bữa nay có gì không? Cô chào bà. Bà ngoại dùng cơm chưa? Dạ, bọn con tới tặng thêm bà ít thực phẩm bà ăn nhá. Cá, xúc xích, chà bông. Dạ. À, đây mỗi bà nằm một giường. Đây, các tình nguyện viên sẽ lại để trợ giúp các bà. Rất nhiều những thức ăn. À, mời các bà dùng xúc xích rồi cá. Đây trong mâm cơm của các bà sẽ có thêm cái phần cơm mặn là cơm cá. Mỗi một giường này là thế giới của một
Rồi. Cụ bà, mỗi người sẽ có một chiếc tủ này. Rồi, dạ cảm ơn bà. Tủ, một chiếc quạt, có mấy cái ngăn tủ. Bà đang ngủ rồi. Bà ngủ cứ để đó. Dạ. Rồi, trà bông, xúc xích. Mời các cụ. Vâng, dạ. Dạ thưa, năm nay bà nhiêu tuổi rồi? 75. Dạ, bà quê gốc ở đâu thưa bà? Quận 7 ạ. Dạ. Vâng. Bà ngoại vào đây lâu chưa? Lâu. Cuộc sống trong này được không bà? Hả? Cuộc sống trong này tốt không? Tốt lắm. Tốt lắm. Dạ. Rồi, con cảm ơn. Dạ. Trên lầu còn nhá, rồi lên lầu. Rồi đây các bạn ấy sẽ mang sữa bột ngũ cốc mang lên để múc vô cho các cụ uống. Đây, hôm nay cô nấu sữa ngũ cốc. Trong một diễn biến khác thì các tình nguyện viên vẫn đang bỏ canh, đồ ăn, cá, trà bông, xúc xích mang để tiếp tục mang lên trên lầu. Rồi các cụ uống thoải mái nhá. À, trong đoàn thì có cô bé Lọ Lem mặc áo đỏ, hiện nay cũng chưa yêu ai nhá. Anh Việt Kiều nào về thì liên lạc với Tuấn Dương, mình sẽ giới thiệu làm mai cho. Cô áo hồng này nữa. Ôi, họa sĩ đâu rồi? Rồi. Dạ. Rồi, xin chào họa sĩ nhá. Dạ. Rồi. Xúc xích, rồi trà bông, cá, canh, cơm. Dạ, rồi biếu các cụ. Đúng rồi, để xúc xích xong rồi để mấy thứ. Đây, giường này có luôn. Để xúc xích, để cá. Mỗi giường là một cụ nhá. Rồi cô bé Lọ Lem sẽ tới để châm sữa ngũ cốc. Sữa bột ngũ cốc tăng cường dinh dưỡng. Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ, mời các bà dùng bữa. Dạ.
có xúc xích, có chà bông. Dạ, dạ có xúc xích, chà bông, rồi cá. Mừng quá. Dạ, dạ. Rồi, con cảm ơn bà. Dạ, có đồ ăn ạ. Dạ rồi, đây, đây. Có cơm rồi. Dạ, có cơm. Đây, bọn con có đồ ăn. Đây, cô. Bỏ cá vào trong cái cơm dùng. Đây, 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 đây. Đây, bỏ cá ra đây. Dạ, lột lột ra. Dạ, đây. Bà dùng con cá này nhá. Ăn cho ngon. Có chà bông, xúc xích nữa bà nhá. Cảm ơn chú. Rồi, chúc bà ngoại ăn ngon miệng nhá. Có sức khỏe. Lần sau tụi con lại vô thăm. Rồi, có bịch canh nữa. Dạ. Các có giường là có người đấy, có giường là có người, cứ để thôi. Dạ. Chúc bà ngoại ăn ngon miệng nhá. Dạ, cảm ơn chú. Tay bà lại bị làm sao đấy? Hả? Tay lại bị làm sao rồi? Té. Té. Dạ. Chảy máu nhiều quá. Dạ, chảy máu nhiều. Chảy máu nhiều quá. Dạ, nhớ giữ gìn sức khỏe bà ngoại nhá. Dạ. Hôm nay có hát cho con nghe bài nào không? Không à. Hát không nổi. Nay hát không nổi rồi. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Bà ngoại ăn cơm đi. Quá cô là à, bà ngoại nói vâng bạn có ai giới thiệu cho cô ấy vâng dạ à, bột ngũ cốc ạ. À, ngũ cốc bọn con nấu ra thành sữa dạng như sữa ấy. Rồi. Dạ sữa bột ngũ cốc. Vâng, rồi mấy bà mấy cô uống thoải mái, ngon lắm. Ngon lắm, ngon lắm ạ. Ngon uống có sức khỏe. Dạ, dễ uống ạ. Dạ, dạ. Giường nào chưa có thì đưa, có rồi thì... dùng cơm này. Không, để châm thêm ngũ cốc. Kia kia kia. Dạ đồ ăn quá trời luôn. Dạ rồi, con cảm ơn bà. Dạ, mời mời bà dùng đi bà. À bà uống nha. Vâng, bà uống đi, bà uống cho có sức khỏe nào. Dạ. Ghé thăm bà nữa. Dạ vâng, hôm nào con lại ghé thăm bà nữa nha. Ghé thăm bà còn mừng lắm. Thưa thế bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà 70 nhưng mà con mắt bà hơi làng mờ. À, con mắt mờ. Đâu. Dạ. Cho đứng gần mới thấy. À, đứng gần mới thấy. Vậy quê bà trước ở đâu? Quê ở Hà Nam Ninh. Hà Nam Ninh, à vậy là ngoài Bắc đúng không? Sao bà lại vào tới đây? Bố mẹ di cư đây. À bố mẹ di cư, giờ bố mẹ còn sống không bà? Đã mất hết rồi. Rồi còn anh chị em? Đi hết rồi. À đi hết rồi, còn mình bà. Những lão thầy. À dạ. Trước bố mẹ ở dạ. Hà Nam Ninh đấy. Vâng, Hà Nam Ninh. Bây giờ thì tách ra là Hà Nam, Ninh Bình mới lại Nam Định. À, đúng rồi. Bà ngoại có chồng con gì không? Chồng kết mấy chục năm rồi. Rồi có tính đi bước nữa không? Dạ không. Không dạ rồi. Dạ rồi cũng vẫn cưới được. Không. Nhưng mà tới chết. Muốn cưới chồng đăng ký qua kênh của con là con giới thiệu cho được. Có. Không á. Con giới thiệu được. À. Không á. À. Ở tới đây tới Quy Tiên luôn. À ở giờ tới Quy Tiên luôn. À. Còn nếu mà lúc nào nghĩ lại muốn tìm bạn à, tâm giao thì nói con nhá. Dạ. Dạ.
bố mẹ là di cư vô ngã ba ông Tạ rồi chết mất rồi. À, di cư ngã ba ông Tạ chết mất. À. Nhưng mà con nói ví dụ như mình 70 mà mình đi bước nữa mình cưới chồng vui thôi, lắm. Chắc vui lắm. Rồi. Không, không xuống lỗ, vui lắm, còn sống thêm. Rồi. Mình mà đi bước nữa mình sống thêm 30 năm nữa à. Xuống lỗ rồi. Xuống lỗ rồi. Dạ. Rồi, bà uống đi ạ. Dạ, chúc bà sức khỏe nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Mừng quá. Vâng. Và mừng quá, bà uống đi ạ. Sao ạ? À, có thức ăn. Con không chỉ giúp phát thức ăn mà con còn giúp là tìm bạn tâm giao. Đó. Nhớ, ai mà muốn có bạn đồng trang lứa mà Việt Kiều Mỹ Úc Pháp là con giới thiệu được. Dạ. Cái cô có cần kiếm ai không ạ? À? Có kiếm ai con giới thiệu cho. Dạ. À, nhưng mà có muốn kiếm ai không ạ? Ý là có muốn tìm bạn tâm giao không ạ? Không ạ. À, dạ. Rồi chúc cô ăn ngon miệng nhá. Dạ. À. Bà ăn ngon không bà? Bà uống sữa nữa nhá. Đủ rồi ạ. Dạ. Tôi không biết nói tiếng Việt. À vậy bà nói tiếng Hoa cũng được, con nghe được. Rồi bây giờ bên cái kênh của anh Tuấn Dương Sài Gòn ngày nay tới thăm các bà. Bây giờ con cũng yêu cầu bà một bài hát tiếng Hoa để gửi tặng khán giả của kênh của anh Tuấn Dương Sài Gòn ngày nay. Bà hát một bài đi bà. Xia 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 xia. Tự tin lên nè. Dạ. Vừa không biết. Biết chút chút cũng được. Bà hát hay lắm, bà hát hay lắm. Giờ con bắt nhịp cho bà nha. 1, 2, 3. Vô. Chiều chính chính thì phải quê, chính chính thì phải quê. Hôm về quê thảo thu về anh thương. Bài nhịp quê thảo vân tài chiều chinh chiến kịch phải quay. Hay quá. Rồi, cảm ơn bà. Hay quá. Nì hảo, nì hảo. Nì hảo à. Bà thắng. Bà thắng hay quá. Nì hảo má. Hảo, quá hảnh hảo. Rồi, cảm ơn bà ngoại. Dạ. Không có chị kêu bà nha. Rồi, cảm ơn bà. Bà hát hay. Bà biết hát tiếng Hoa, bà người Hoa luôn. Rồi, các bà đang ăn cơm. Hồi nhỏ tôi học tiếng Hoa kêu bà tôi cho tiền tôi kiếm cô giáo dạy ca tiếng Việt, bà tôi không cho. Dạ, à. Vì là thích hát dạ, tiếng Việt. À. Đã làm ca sĩ đó, trong đây là ca sĩ đó. Ê, không dám các rồi. Bà đang bữa bà hát hay lắm. Bây giờ hay rồi. Có nhiều bài hay nữa. Nhiều bài hát hay rồi. Rồi, một số cụ thì đang nằm ngủ. Rồi, tôi chào các cụ nhá. Chúc các cụ nhiều sức khỏe. Dạ, một con xin phép ạ. Dạ, xin chào. Dạ, hẹn ngày gặp lại. Rồi, chào họa sĩ nhá. Họa sĩ lúc này có tác phẩm gì mới không? À. Họa sĩ vẫn hay mấy bức tranh đây đúng không? Dạ. Tự nhiên thích vẽ cái cây chết khô chết đứng giữa cây chết khô chết đứng đúng vào đúng cái tình hình thời sự lúc này. Đúng rồi. Sài Gòn cũng đang nắng nóng. Dạ vâng. Dạ. Khô cằn mà nó vẫn sống được. Vâng. Dạ. Cô này đẹp quá. Dạ. Tự nhiên cô mới đi lần đầu á. Dạ. Hàng chi rất là lạ. Dạ. Dạ cô đã đỡ. Ở đâu? Ở bên nước ngoài. À. Đi. Chú lận hả? À vâng, trời ơi. Đúng không? Nhờ con là kiếm đại gia. À, còn nếu nghèo không, không lấy hả? Vâng, còn không thì lấy tiểu gia và thương gia thôi. À, chồng con nó tạo được cái chân. Tôi mới coi chứ tôi giống hả? Vâng. À, nè, con này dòng thay chữ M nè. Vâng. Nè. Mai này mà sao bà? Là trong cái rủi cô sẽ gặp cái mai. Nhiều khi cô đang buồn phiền nhưng mà có người mang đến cho cô sự vui vẻ và may mắn. Đó là cô có con đường may mắn.
cô cắt chứ không người ta không có cắt đứt cô. Cô muốn như là trong tình yêu cô là chủ động, không bỏ là bỏ, không muốn tiến tới là tiến tới. Cô muốn yêu thì yêu anh ơi. Cô làm chủ lấy cuộc đời, làm chủ lấy tình yêu cô. Nhưng quan trọng là anh đó có thương con không? Nhưng mà cô giữ có ở với người ta hay không là tùy cô chứ không phải tùy người ta. Nhưng người ta có chịu con không chứ con mới ở chứ. À, chỉ có hai câu yêu không yêu giả dép em về. Dạ rồi, rồi con chào các bà nhá, con đi. Dạ. Rồi bây giờ thì nhóm sẽ đi về, mình sẽ còn tiếp tục đi công chuyện nữa. Thì cũng xin cảm ơn tất cả các tình nguyện viên đã đồng hành ủng hộ hỗ trợ để thực hiện những các cái phần thức ăn này. Dạ, con chào các bà nhá. Dạ. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn cô Thọ Cầm, cô Lệ, Mã Bử, Tâm My và chú Xanh đã ủng hộ cho chương trình. Dạ rồi, con chào các bà nhá. Chúc các bà nhiều sức khỏe ạ. Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi, chào các bà. Dạ.